Đế Thiên đang phẫn nộ đột nhiên trở nên bình tĩnh lại, trong mắt lúc này màu vàng của hắn cũng đã theo đó trở nên thâm thúy, hắn không còn gầm thét, đồng dạng cũng thông qua ý niệm tinh thần cùng với Vũ Hạo giao lưu. Không tệ, người nói đúng, sự lấy căng diệt phong thì đối đại sơn lâm chúng ta đúng là rất có thể vì vậy mà diệt phong. Thế nhưng mà coi như lần này chúng ta lôi binh, chẳng lẽ nhân loại các ngươi liền sẽ không đem chúng ta diệt phong trong tương lai sao? Không, bọn hắn sẽ không, nhân loại các ngươi lòng tham không đáy, nguyên lai thời điểm chỉ có hồn sư là cần đại lượng hồn hoàn, hiện tại các ngươi lại có thêm cái nghề nghiệp hồn đạo sư. Đám hồn sư bình thường vốn không thể tấn thăng lên cao giai, cũng có thể thông qua phương pháp đặc thù mà phát triển lên, coi như bọn hắn cần hồn hoàn phẩm chất khá thấp, thế nhưng cũng phải giết hại hồn thú chúng ta mới thu hoạch được. Lần này tinh đấu đại sơn lâm chúng ta bị thương nặng, tương lai càng không thể bảo vệ mình, mà cùng với hồn đạo khí của các ngươi càng ngày càng cường đại, chẳng lẽ hồn thú chúng ta còn có không gian sinh tồn sao? Lần này phát động thú triều cố nhiên bởi vì thủy thú vì các ngươi mà hiến tế, thế nhưng càng quan trọng hơn chính là không gian sinh tồn của chúng ta cũng bị các ngươi chèn ép quá mức, nếu không ngăn cản nhân loại các ngươi phát triển, chúng ta sớm tối sẽ triệt để bị các ngươi nô dịch, thậm chí là triệt để diệt tuyệt. Cho nên bổn tọa thả rằng không tiếc bất cứ giá nào cùng với các ngươi ngọc cá cùng vỡ, cũng muốn tộc của nhân các ngươi dần dần kéo vào con đường tuyệt vong. Đột nhiên nghe Đế Thiên nói lời tỉnh táo, khiến trong lòng của Vào thầm giật mình, vì thần thú này đều có vẻ điên cuồng như lúc trước, hắn phải nói chính là hắn sâu nhiêu cho tới bây giờ đều chưa từng điên cuồng. Thần thú, ta muốn hỏi người một vấn đề. Vũ Hạo tận khả năng để cho cảm xúc bản thân giữ vững bình tĩnh. Hắn biết rõ với sự cường đại của Đế Thiên, dù là sóng tinh thần của hắn hơi dao động một chút, đối phương nhất định vẫn có thể cảm giác được rõ ràng. Người nói, Đế Thiên thản nhiên nói, thế nhưng trong mắt màu vàng khổng lồ của hắn, Vũ Hạo thấy đường vẻ cô đơn. Vũ Hạo lên tiếng, ngài là vạn thú chi vương, là thủ hộ giả của tất cả hồn thú, nhân loại chúng ta đánh giá đã đứng đầu thập đại hung thú, thế nhưng mà ngài cũng phải thừa nhận, chỉ thử trí tuệ nhìn lại, trí giả trong nhân loại chúng ta vượt xa hồn thú các người đúng hay không? Nghe vậy Đế Thiên lên tiếng, không sai, nếu không nhân loại các người cũng không có khả năng ngắn ngủi trong vài vạn năm, từ chủng tộc nhỏ yếu đến nỗi, tư cách làm đồ ăn đều không có mà đi đến ngày hôm nay. Mặc dù ta không muốn thừa nhận, thế nhưng nhân loại các người quả thực đã trở thành chủ thể của toàn đại lục rồi. Vũ Hạo lên tiếng, ngươi cảm thấy, cùng với chức nghiệp hồn đạo sư phát triển, số lượng hồn sư hồn đạo sư gia tăng, nhân loại cùng với hồn thú dần dần xuất hiện ra tình huống tuần hoàn sinh thái cũng không cân bằng. Bản thân nhân loại chúng ta chẳng lẽ không phát hiện sao? Có lẽ tuyệt đại đa số hồn sư hồn đạo sư đều bởi vì ích lợi của bản thân mà xem nhẹ những thứ này. Thế nhưng mà tất nhiên có một phần cường giả nhìn xa trông rộng ý thức được vấn đề này tồn tại. Đúng không? Dù sao, nếu như hồn thú diệt tuyệt, đối với hồn sư nhân loại chúng ta lại có chỗ tốt gì? Chúng ta là mất đi khả năng có được hồn hoàn. Tương lai không còn hồn sư, cái chức nghiệp này cũng sẽ vĩnh viễn trở thành lịch sử, không phải sao? Bất luận đối với sự phát triển của hồn sư hay là hồn đạo sư đều cực kỳ bất lợi. Đế Thiên trầm mặc một lát sau đó lên tiếng, như thế thì sao? Nhân loại các người có biện pháp hạn chế sự tham gia của hồn sư và hồn đạo sư, không có săn giết tộc nhân của ta hay sao? Vũ Hạo lên tiếng, không có cách nào, tất cả sinh vật đều có phần tham lam của mình, ai cũng sẽ không nguyện ý từ bỏ cơ hội khiến bản thân trở nên cường đại. Cho nên nếu như ngươi hy vọng nhân loại không có thu hoạch hồn hoàn, đó là chuyện tuyệt đối không thể nào. Vấn đề lợi ích chỉ có lợi ích mới có thể giải quyết. Đế Thiên ngẩn người, lợi ích mới có thể giải quyết, ý của ngươi là ngươi có biện pháp giải quyết vấn đề hồn hoàn? Vũ Hạo lên tiếng, ta không thể khẳng định, thế nhưng ít ra là có thể thử. Ngươi có thể buông lỏng áp chế ta một chút, ta tuyệt đối không chạy. Nếu không trước đó ta cũng sẽ không ra mặt. Ta có vài thứ muốn cho ngài thấy. Đế Thiên nhìn vào ánh mắt thân thiết của Vũ Hạo, chậm rãi nhẹ nhàng gật đầu. Long chảo đang nắm Vũ Hạo lúc này trong tay lúc này thả lỏng mấy phần, đồng thời cũng đã thu liễm sau ý áp nhắm vào hắn. Toàn thân của Vũ Hạo buông lỏng một cái. Mặc dù có mở đầu tốt, thế nhưng tâm tình quán ngược lại nửa điểm cũng không dám buông lỏng. Hắn biết rõ chỉ cần hơi bất cẩn một chút, vì thần thú này vẫn như cố tùy thời đều có thể bộc phát. Phía dưới cũng hoàn toàn yên tĩnh, Huyền Lão, Mục Lão, các cường giả của Sư Lê Khắc đều khẩn trương nhìn chăm chú ở giữa không trung. Đế Thiên đột nhiên trầm mặc làm bọn hắn cảm thấy có một chút kỳ quái, thế nhưng ít ra hắn còn không giết chết Vũ Hạo, cũng không có làm thêm gì khác. Bản thể đấu la độc bất tử đã bỏ dậy, sắc mặt của lão rất là khó coi, lão cũng không nghĩ tới thần thú thế mà lại cường đại đến trình độ như vậy. Toàn lực phát động ra làm cho bản thân lão đều có một chút cảm giác không thể ngăn cản. Các lão sư của học viện Sư Lê Khắc đang nhanh chóng kêu gọi học viên quân vệ thành minh tưởng nghỉ ngơi, ai cũng không biết tiếp sau đó sẽ như thế nào. Thế nhưng mỗi một phần hồn lực hồi phục lại, Sư Lê Khắc lập tức nhiều hơn ra một phần hy vọng. Một đạo bạch quang từ bên trong vận mệnh nhãn trên trán của Vũ Hạo sáng lên, ngay sau đó một thân ảnh thanh tú lập tức xuất hiện trước mặt của hắn.
Đạo thân ảnh này chỉ là một thiếu nữ nhìn qua 14-15 tuổi, một thân váy dài màu trắng không nhiễm trần thế, trong đôi mắt màu lam đậm giống như là tinh linh lóe ra vô tận hàn ý, thế nhưng ở trong hai tròng mắt của nàng lại thiếu ra một phần linh động. Đây là, cho dù thần thú có kiến trúc rộng rãi, bỗng nhiên nhìn thấy tuyết nữ xuất hiện ra cũng không nhịn được mà ngẩn ngơ, dù sao nàng chính là từ trong mắt của vũ hạo thả ra, hơn nữa với kiến thức quán tự nhiên nhìn ra được đây cũng không phải là hồn kỹ gì cả. Vun trên thân mình của vũ hạo cũng đã biến đổi, một đỏ bốn cam, tổng cộng là 5 vòng hồn hoàn từ từ bay lên. Nhìn vào màu sắc hồn hoàn không giống bình thường, lại nhìn vào tuyết nữ trước mặt trong tròng mắt của vàng của đế thiên cũng không nhịn được mà toát ra một tia mờ mịt. Ta là một tiên hồn xưa không giống bình thường, ta có đường vun song sinh, đây là vun thứ hai của ta, là vun bằng bích đế hoàng hạt. Khi ta thiên tai, vũ hạo cũng có thể khiến băng đế và thiên mộng băng tầm cụ thể hóa xuất hiện, thế nhưng hắn cũng không làm như vậy. Thời điểm vừa mới đột mặt với đế thiên, hắn có thể cảm nhận được phần kiêu hận sâu sắc của thiên mộng băng tầm. Khi hoàn khắc tốt minh tâm, không thể nghi ngờ nhất định là thú thần cầm đầu cưỡng ép thu hoạch tích súng trăm vạn năm của thiên mộng băng tầm. Về phần băng đế, vũ hạo đa phần là do muốn ẩn xấu, mà băng đế có thần trí thanh tĩnh, lỡ như biểu lộ ra cái gì khiến thần thú hoài nghi, ngược lại sẽ đưa đến hiệu quả trái ngược. Cảm thụ đường trên thân mình của vũ hạo phát ra khí tức cực hạn băng, đế thiên nhẹ nhàng gật đầu, quả như là khí tức của băng bích đế hoàng hạt. Ngươi ngược lại đường trời cao chiều cố được cả cực hạn băng, đây là băng thiên tuyết nữ, hồn hoàn của ngươi có thể sinh ra hồn khí triệu hoán. Thời điểm hắn nói ra câu nói sau cùng cũng có một chút không xác định. Vũ hạo lắc đầu lên tiếng: ngoài từ màu sắc hồn hoàn trên người của ta có thể nhìn ra được, đây cũng không phải là hồn kỹ đơn giản, chẳng lẽ ngài không nhận ra nàng là ai sao? Ý niệm khe động, tuyết nữ trước mặt của vũ hạo lập tức di chuyển, tay phải vừa nhấc, một đạo kiếm khí màu lam đậm bổ ra như thiểm điện, phóng thẳng đến cái trán của đế thiên. Hàn khí lạnh thấu xương phóng tới, kim quang trong mắt của đế thiên lóe lên, đây chính là tuyết đế băng cực vô song. Ngươi là băng thiên tuyết nữ. Đế thiên nhìn vào tuyết nữ trước mặt không khỏi là kinh hãi kêu lên. Tuyết nữ lơ lửng ở không trung nhúc không nhúc nhích, đối với đế thiên chất vấn nàng đương nhiên sẽ không có bất kỳ phản ứng. Ánh mắt của đế thiên nhanh chóng chuyển rời trên thân mình của vũ hạo, ánh mắt trở nên sắc bén. Chuyện này sao có thể? Băng thiên tuyết nữ vì sao lại ở trên thân thể của ngươi? Ngươi cùng với nàng có quan hệ như thế nào? Nàng giống như mất đi thần trí. Vũ hạo khẽ gật đầu. Tình huống của tuyết đế chính là niềm hy vọng của nhân loại chúng ta phồn thú các người trong tương lai. Ta gặp được nàng vào lúc... Ngay sau đó hắn bắt đầu đem khoảng thời gian lúc bản thân gặp được phù thai tuyết đế, đem toàn bộ quá trình tuyết đế chuyển hóa thành hồn linh đều kỹ càng giảng thuật một lần, ngay cả sự tồn tại của y lão đều không giấu giếm, thậm chí đem vong linh bán vị diệm của bản thân đều nói ra. Muốn làm cho đế thiên tin tưởng dễ làm sao, phú hạo đã hoàn toàn không có cách nào mới phải làm như vậy. Trước đó rất xa đại quân vong linh, đế thiên khẳng định có thể cảm giác được chuyện này không thể nghi ngờ là dẫn chứng tốt nhất cho bản thân. Nếu không có vong linh bán vị diệm, bằng vào chính mình mới vừa đạt tới cấp bậc hồn thánh, làm thế nào có khả năng mang đến 10 vạn đại quân vong linh được đây? Hắn chỉ là che giấu sự tồn tại của băng đế và thiên mộng băng tầm mà thôi. Đế thiên lặng lặng nghe vũ hạo nói qua, tâm tình quán thủy chung đều đang kịch liệt dao động. Thế nhưng mà hắn che giấu tâm tình của mình rất tốt, vũ hạo căn bản không có cách thông qua tâm tình hoặc là ánh mắt của hắn phát hiện ra cái gì. Thế nhưng vũ hạo có thể khẳng định được thần thú nghe lọt được lời của mình. Thế nhưng mà ngươi dù sao vẫn thất bại, tuyết đế mất đi linh hồn, mất đi thần trí, như lời của ngươi nói thì linh hồn làm sao có thể đem như là thành công đây? Vũ hạo thản nhiên nói, không sai, ngày này đúng, ta không thể cam đoan chuyển hóa hồn linh nhất định có thể thành công. Thế nhưng trên thực tế, một loại năng lực mới thì như thế nào có khả năng chỉ thông qua một lần thí nghiệm là thành công nổi đây? Chỉ có thử nghiệm càng nhiều hơn mới có khả năng hoàn toàn thành công, nhưng ít ra ta tìm được một con đường mới. Tuyết đế trao cho ta 4 cái hồn hoàn, ít nhất trong số 4 cái hồn hoàn này, ta cũng không săn giết bất luận một con hồn thú nào cả, hoàn toàn chỉ là tuyết đế tự nguyện trao cho ta. Hơn nữa, tác dụng của hồn linh so với ta trực tiếp có được hồn hoàn càng thêm khổng lồ. Đây chính là lý do ta nói chỉ có lợi ích mới có thể giải quyết vấn đề lợi ích. Đồng thời thì hồn hoàn do hồn linh mang cho hồn sư rất có thể không chỉ một. Nếu như một tên hồn sư có thể thu hoạch được hồn linh như vậy thì bọn hắn căn bản cũng không cần vì các vị trí hồn hoàn đó. Đối với bọn hắn càng có chỗ tốt, nghe nói bọn hắn có nguyện ý hay không? Hơn nữa, những hồn hoàn này thậm chí có thể do hồn thú tự hành khống chế. Đối với hồn sư mà nói, có lẽ sẽ còn yêu cầu hồn hoàn cấp bậc cao hơn, thế nhưng hồn đạo sư thì sao? Nếu như đối tượng xung hợp hồn linh là một vị cao giai hồn thú, đồng thời cùng bản thân hồn sư phối hợp, thì làm sao ai lại không nguyện ý thu hoạch được lực lượng lớn hồn hoàn đây? Những thứ này đều là đề mục giúp ta đang nghiên cứu, thế nhưng mà viện vẹn bằng vào lực lượng của nhân loại chúng ta còn không cách nào hoàn toàn nghiên cứu này. Nguyên nhân rất là đơn giản, chúng ta rất khó thiểm biến hồn thú sắp tử vong, đồng thời còn phải là bọn hắn tin tưởng chúng ta.
Hôn linh Tuyết Đế từ một loại ý nghĩa nào đó thất bại là bởi vì lúc ấy phôi thai Tuyết Đế ở vào một loại tình huống đặc biệt, gần như muốn phát nổ lúc ấy. Chúng ta có thể cam đoan không chết đã rất là không dễ dàng. Nhưng nếu như là song phương nguyện ý ký kết khế ước, ta có niềm tin rất lớn có thể thành công. Cho nên ở phương diện nghiên cứu này, chỉ hy vọng có thể có được hồn thú trợ giúp. Nếu như ngài có thể tự mình ra vặt, tìm đến một vài hồn thú ở vào loại trạng thái này, cùng với hồn sư chúng ta đạt tới bên cạnh dung hợp, đối với hồn thú mà nói ít nhất là cũng đạt được sinh mệnh kéo dài. Dù là đi theo hồn sư hay là hồn đạo sư chúng ta, nhiều nhất chỉ có thể để chúng nó sống lâu trăm năm. Thế nhưng mà ít ra bọn hắn có thể sung ra một loại hình thức khác để đi cảm thụ cái thế giới này, để cho sinh mệnh của bản thân kéo dài thêm một đoạn thời gian. Dù sao cũng so với trực tiếp trở về với cái bụi phải là lớn hơn nhiều. Nếu như toàn bộ nghiên cứu có đường xác suất thành công đủ tốt, trong tương lai, hồn sư có thể lựa chọn nhiều hơn. Mỗi một vị hồn sư thậm chí có thể đợi hồn lực của bản thân tích xúc đến một trình độ đầy đủ, lại cùng hồn linh dung hợp, ta thậm chí là hy vọng. Thậm chí là dưới tình huống hồn linh có thể mang cho chúng ta số lượng hồn hoàn đủ nhiều, chúng ta có thể để hồn linh chủ động đem hồn hoàn lưu giữ lại. Khi mà hồn sư hồn đạo sư lại cần đến hồn hoàn, lúc đó có thể chủ động xung hợp cho bọn hắn. Như thế trong tương lai, nhân loại chúng ta và hồn thú có lẽ liền không là có địch nhân nữa, mà là bằng hữu tương hỗ trợ nhau. Nếu như mà có thể đạt tới kết quả như vậy, ta liền vừa lòng hả ý. Vua Hào cũng không nói nhiều hơn nữa, hắn biết lý niệm của bản thân đối với hồn thú mà nói, hồn sư nhân loại mà nói đều có tính đột phá. Thần thú cần thời gian để suy nghĩ cùng với lý giải. Hắn lúc này chậm mặc lặng lặng chờ đợi. Hôm nay khi hắn từ đầu tường thành Nam bay lên, cũng đã không để ý sinh tử của bản thân. Bất luận người khác thấy thế nào, thế nhưng trong lòng của hắn cho rằng thái ương này chính mình mang cho tình đấu đại xâm lâm. Nếu như mình không thể nào hóa giải thái ương này, lập tức thì vì sự lấy khác mà chết cũng cam tâm tình nguyện. Đế Thiên chậm mặc trọn vẹn mãi một lúc sau mới chậm rãi ngẩng đầu. Những thứ ngươi nói ta đúng là chưa từng nghe thấy. Ta không biết ngươi có phải đang dùng loại phương thức này lừa gạt ta hay không. Thế nhưng mà ta có thể nói cho ngươi biết, nếu như ngươi lừa gạt ta, ta nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem thành sự lấy khắc hủy diệt. Lần này hồn thú chúng ta cũng đúng là tổn thất nặng nề. Thế nhưng mà nếu có lần tiếp theo, sự lấy khắc các ngươi thành cũng sẽ không có lực lượng hoàng kim thụ che chở. Ngươi hy vọng chúng ta trở về tình đấu đại xâm lâm thử nghiệm nghiên cứu hồn linh, thế thì ngươi phải dùng hành động để chứng minh lời của ngươi vừa nói. Ta nguyện ý. Vũ Hạo lúc này không chút sợ sự thản nhiên nói. Đế Thiên gật đầu lên tiếng, tốt rồi, ngươi theo ta lưu lại tình đấu là được. Tam nhãn kim nghề chết đi, trên người của ngươi mang theo khí vận của tình đấu chúng ta. Từ nay về sau chỉ cần ngươi lưu lại tình đấu, đồng thời vì nhân loại và hồn thú nghiên cứu chuyển hóa hồn linh, ta liền thu lại lần thú triều này. Vũ Hạo trầm mặc nói, thần thú ta nhất định sẽ tiếp tục nghiên cứu hồn linh, thế nhưng ta không thể một mực lưu lại tình đấu đại xâm lâm. Ta còn có rất nhiều chuyên tâm nghiên cứu chưa xong còn phải làm, cho nên ta không thể hứa hẹn trước. Khí tức của Đế Thiên lập tức trở nên cường thịnh. Ngươi cho rằng bổn tọa đang cùng với ngươi đang nói điều kiện sao? Ánh mắt của Vũ Hào cũng bỗng nhiên trở nên sắc bén. Ta cũng đồng dạng không phải đang cùng với ngài bàn điều kiện. Bốn mắt nhìn nhau, một lớn một nhỏ hoàn toàn kém xa. Thế nhưng trên khí thế, Vũ Hào không chút nào không kém. Thần thú đã có thể giữ vững tỉnh táo, nói đúng hơn chính là hắn tất nhiên sẽ vì tương lai của tình đấu đại xâm lâm cân nhắc, ít nhất hắn tuyệt đối sẽ không giết chết bản thân mình. Đây chính là lựa vào thời điểm lớn nhất của Vũ Hạo ở thời điểm hiện tại. Đế Thiên trầm giọng nói, trước cùng ta trở về tình đấu đại xâm lâm lại nói. Chờ một chút, Vũ Hạo đột nhiên nói ra, ngươi còn muốn có cái gì muốn nói? Cảm xúc của thần thú giống như là lại muốn bộc phát ra. Vũ Hạo lên tiếng, ta muốn các sư trưởng của học viện nói mấy câu. Nếu như ngươi cứ như vậy mà đem ta bắt đi, ta có thể khẳng định cho sau khi học viện chúng ta khôi phục lại nguyên khí, nhất định sẽ có hành động đối với tình đấu đại xâm lâm, thậm chí sẽ mở tất cả cường giả trên toàn đại lục này nhắm vào các ngươi. Chẳng lẽ thần thú hy vọng nhìn thấy cục diện như vậy sao? Đế Thiên ngẩn người, đầu rồng khổng lồ nhẹ nhàng gật đầu một cái. Ngươi nói có mấy cái phần đạo lý, ngươi cũng có tư cách này. Tốt rồi, ta cho ngươi vài phút, ngươi bay bây giờ có thể nói cho bọn hắn. Dứt lời thì hắn chủ động buông ra giam cầm đối với Vũ Hạo. Vũ Hạo vốn không có bất kỳ ý tứ muốn chạy trốn, trên thực tế trước mặt Đế Thiên muốn chạy cũng chạy không được. Lão sư, Vũ Hạo cao giọng kêu to, đồng thời thân mình lập tức quỳ xuống giữa không trung, bái đầu về hướng Mục lão, kêu lên hai chữ lão sư. Phần tỉnh táo lúc trước lập tức không còn sót lại chút gì, nước mắt từ bên trong hốc mắt tuôn rơi. Nghe được Vũ Hạo kêu gọi, Mục lão cũng toàn thân hơi chấn động một chút, nhìn vào hắn. Vũ Hạo, con thế nào? Con không sao chứ? Đế Thiên thả hắn, bằng không tình đấu đại xâm lâm các người chắc chắn hủy diệt. Đế Thiên hừ lạnh một tiếng nhưng lại không nói lời nào. Vũ Hạo vội vàng nói, lão sư người đừng kích động, con đã thuyết phục thần thú thu binh, kết thúc phần thú triều này. Lần thú triều này nguyên nhân cũng bắt nguồn từ con, trên người và chư vị trưởng lão nghe con nói đôi lời. Mục lão, Huyền lão, Tống lão mấy người nghe hắn vừa nói như vậy cũng không khỏi hơi sững sờ. Thuyết phục thần thú thu binh, Đế Thiên vừa rồi còn điên cuồng, có thể dùng ngôn ngữ để thuyết phục sao?